Trò chuyện đêm khuya. Phương Huyền cùng những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào thân thương tới những thính giả của chương trình Trò chuyện đêm khuya. Chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở các tỉnh ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96,3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Vâng, thưa quý vị và những thính giả ở những nơi không thể nghe radio thì quý vị các bạn chúng ta cũng có thể nghe chương trình qua trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn hoặc khi tải ứng dụng VOH Radio về điện thoại di động của mình thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình dù ở bất cứ nơi đâu. Và như thường lệ thì ngày hôm nay người đồng hành cùng với Trò chuyện đêm khuya vẫn là chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Trước hết thì xin được cảm ơn cô đã dành thời gian cho chương trình. Và bây giờ Phương Huyền sẽ kết nối ngay với thính giả đầu tiên của buổi tối hôm nay ạ. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị ạ. Chào em ạ. Dạ. Chào Phương Huyền ạ. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu chị ha? Chị gọi đến từ Bình Dương em ạ. Dạ. Vâng, Phương Huyền, cô Mai cũng như là quý vị thính giả đang chờ nghe câu chuyện của chị đấy ạ. Chị có năm nay chị 39 tuổi. Dạ. Mà chị có ba cháu. Dạ. Chị mới kết hôn năm 2007 thì 2019 chị sinh bé gái đầu tiên. Yeah. Nhưng mà từ khi đó thì trong cuộc sống vợ chồng nó nhiều cái xung đột lắm em ạ. Yeah. Chị chịu bạo hành nhiều lắm. Yeah. Nhiều lắm em ơi. Nhiều lúc chị năm chị sinh bé đầu tiên á, chị đã nghĩ đến cái chết á. Yeah. Nghĩ đến là đeo cái dây chừng vào cổ để chị nghĩ là cho nó không còn gì, nhưng mà nghĩ lại nghĩ đến là mình chưa có sanh nó ra mà chưa nó không có tội lỗi gì hết á. Yeah. Rồi gần đó đến năm nào cũng có xung đột, lúc nào cũng thế, nhiều lúc không hiểu là kiểu nhau hay là cuộc sống rồi nó khó khăn. Nhưng mà chị thấy đến tận năm 2014 là năm ngoái á, là chị có đăng ký với chương trình rất nhiều lần. Những cái lúc đó chị rất là bức bách nhưng mà không sao mà kết nối được. Yeah, yeah. Chị đăng ký không được, nhưng mà đến những cái thời điểm này nè, nói chung là nó cũng vẫn nồng cúng lắm. Nhưng chị cũng yeah. muốn vì chị thường xuyên nghe cái chương trình này yeah. rất nhiều rồi. Bây giờ mình có mấy bé rồi chị ha? Chị giờ thêm 2 bé nữa rồi em ạ. À, vậy là tới 3 bé. Bé đầu thì mới có 6 tuổi thôi đúng không? 7 tuổi rồi em ơi. Bé sinh 2008. À, 2008. Bé thứ 2 là sinh 2011. Dạ. Bé thứ 3 là sinh 2013. Dạ. Ông xã chị bao nhiêu tuổi ạ? Ông xã chị thì sinh năm 79. À, dạ. Đó là... Sao chị ha? Chị sinh năm 77. Dạ. Hai người thì đến với nhau là có quen biết yêu đương gì không, hay là qua mai mối hay như thế nào? Không mai mối gì hết á. Vì khi bạn của bạn xuống phòng chơi đó, rồi thấy chị là người Bắc thì anh cũng là người Bắc đúng không? Dạ. Thì chị thì ở Hưng Yên, còn anh thì ở Hải Dương. Cho nên là hai người cũng tìm hiểu cả gần 2 năm em ạ. Dạ. Mới quyết định đến kết hôn đấy. Dạ, nãy chị nói là chị bị bạo hành. Chị bạo hành nhiều lắm em ơi. Năm khi chị có bầu bé 2011 ấy là chị còn bị vá mấy mũi vào đầu luôn á. Yeah. Xong cái bên hội phụ nữ họ đưa bạo lực gia đình á. Yeah. Đưa ra phường còn bắt anh nhốt mấy một đêm. Sau chị thì tưởng cái thời điểm đó chị cũng tính đưa đơn ra tòa, nhưng lại nghĩ đến con rồi. Sau đến tận 2013 cũng vậy, năm đó anh còn lượm của chị bao nhiêu tiền đi, đến khi mãi sau chị tính báo công an thì anh mới đem về trả rồi kìa. Yeah. Có nghĩa là phải mỗi lần như vậy về tinh thần cũng bị bạo hành. Những lúc vậy chị muốn gọi chương trình để hỏi cô Mai tư vấn nhưng mà không. Dạ, vâng, hôm nay thì mình sẽ được gặp cô Mai rồi, nhưng mà bây giờ thì Phương Huyền sẽ hỏi thêm một vài vấn đề nữa. Em có nghe tiếng chị nói không? Dạ, nghe chị ạ. Dạ. Sao chị bên này cứ nghe những tập tròn có được? Dạ, chị có thể chị di chuyển một chút xíu cái tín hiệu điện thoại á chị. Chị di chuyển đi cái chỗ khác để nghe cho nó tốt hơn. Dạ.
Những lần mà chị bị đánh thì lý do là gì? Thường là lý do là gì? Anh chỉ hay đi đánh bài không em? Dạ. Rồi đi nhậu nữa. Dạ. Rồi có thời điểm mà mỗi lần chị sinh con á là chị không có được sung sướng của người ta đâu em ơi. Dạ. Ngày về con ra khỏi viện là chị đã phải đi chạy đi mua đồ ăn rồi đi lo công việc nhà rồi đã phải làm việc rồi chị chẳng kiêng được ngày nào hết á. Yeah. Nên chị tích cực nhưng mà nghĩ cho cùng á thì nhiều lúc mình cũng nghĩ thôi thì bây giờ mình bằng lòng những cái gì mình có thôi chứ bây giờ mình biết làm sao mà mình cho bì với người này cho bì với người kia, đó là cái số phận của mình, nó chỉ được như đó thôi. Yeah. Nhưng mà tới bây giờ thì nói chung là cuộc sống của chị cũng làm cực khổ nhưng mà bây giờ là nói chung là cái kinh tế của chị nó cũng vơi rồi Yeah. nhưng Hiện mà tại chị nói là bây giờ nó đỡ hơn phải không ạ? đỡ hơn là đỡ hơi từ từ năm năm chị có bầu với thằng bé ấy thì lúc đó 8-9 tháng rồi, 6 tháng rồi. Yeah. Rồi cũng cứ sinh mâu thuẫn ở ngoài, chị cũng tính chị mỗi lần có bầu á là tính cho em đi bỏ nhưng mà lại nghĩ đến con rồi lại nghĩ thôi kệ mình cứ sinh con ra này mình nuôi nhưng mà những lúc nghĩ chẳng biết làm sao, không biết là tại mình hay là tại anh ấy nhưng mà cái điều là mình làm hết sức mình rồi mình lo cho gia đình nhưng mà rốt cuộc mình chẳng được cái gì hết mà Dạ. dần. Vậy thì bây giờ chị muốn hỏi cô điều gì nè? Chị muốn hỏi cô Mai là cái cuộc sống vợ chồng làm thế nào á để chồng mình á nó đối xử với mình tử tế hơn á, chẳng hạn như là mình cho đi để mình nhận lại được những cái Dạ. có nghĩa là ốm đau mình không được quan tâm em ạ. Dạ. Chị nghe cái chương trình này nhiều lắm, có nghĩa cũng nhiều người cũng bị như vậy á, Dạ, thì mình muốn rồi. hỏi cô Mai để cải thiện cái cuộc sống Rồi rồi dạ, nó một tốt câu hơn hỏi nha. rất là hay, một câu hỏi để mà biết cách để mà tháo gỡ cái vấn đề, gìn giữ cái mái nhà của mình đúng không chị ạ? À, đúng Dạ. rồi. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ thì chị sẽ trực tiếp trò chuyện với cô Mai chị ha. Dạ con xin mời cô ạ. Đúng, chào Phương Huyền. Dạ. Con Alo. chào con. Con chào cô Mai ạ. Con nghe Con cô nghe rõ không? nghe cô Mai tư vấn, con nghe rất rõ cô Mai ơi. Con Dạ, nghe cô tốt tư rồi. vấn nhiều lắm, các chương trình về trò chuyện đêm khuya từ Đài Bình Dương con nghe nhiều lắm. Dạ, cảm ơn Con con. cũng điện cho 2 lần nhưng mà không có được cô ạ. Dạ, Mỗi lần thôi thì hôm mẹ nay con ta cũng gặp được bắt nhau nhưng mà rồi ha. không biết thổ lộ cùng ai thì cũng không biết chia sẻ cùng ai cho nên là Dạ. con muốn điện là hỏi cô tư vấn cho con đó. Nhưng Dạ. mà nói chung là cuộc sống giờ nó cũng vẫn là chúng tôi cũng muốn hỏi cô làm thế nào để chồng Chồng đỡ quan tâm tới mình hơn bạo đúng lực không? rồi đỡ bị bạo lực về tinh thần này. Về thể xác thì giờ con không không còn bị gì từ lắm con bị. Alo cô Mai hả? Con chào cô. Rồi, rồi bị rớt mic phải không? Cô không nghe. Và Bây con giờ biết làm sao mà nhưng con nói từ 2011 tới giờ là mình bị bạo lực tinh thần. con bị bạo lực về tinh thần với thể xác nhiều lắm cô. Nhưng Ừ. tận cái năm 2013 đó con nghĩ con bảo là mình cực khổ, mình làm lo con cái lo hết chuyện gia đình rồi mà con vẫn bị bạo lực như vậy. Con nghĩ Rồi, bây giờ cho cô hỏi thăm trước hết là hai vợ chồng con làm công việc gì? con ạ. Con thì làm ở trang trại cô ạ, Chăn nuôi. chăn nuôi á cô. Chăn nuôi mà chăn nuôi tư nhân của mình đó phải không ạ? Vâng, dạ, Còn chăn chồng nuôi con nhá. thì? Chồng con làm gì? Chồng con cũng chăn nuôi luôn, trang trại á cô. Heo hay là gì ạ? Dạ, heo Heo. ạ cô ạ. Dạ vâng, rồi. Dạ. Bây giờ thì kinh tế nó đỡ khó khăn hơn rồi đúng không con? Vâng, cái năm con gọi, năm ngoái nó con gọi đăng ký mẹ nó con cũng đưa đơn ra tòa rồi cô ạ nhưng mà xong lại nghĩ năm đó có bầu rồi lại lại có con thì con nghĩ thì dần dần sau đẻ thằng bé con xong á thì thấy cũng bớt đi 10 phần thì bớt được 2-3 phần cô Cho cô hỏi thăm là cháu đầu là cháu gái, còn cháu thứ hai? cháu đầu là cháu gái cháu 7 tuổi cô ạ, cháu thứ Dạ, hai là cháu cô biết rồi, cháu thứ hai 4 tuổi. luôn cô ạ. Là gái luôn. Rồi cháu thứ ba là con Năm trai. 2013 con lại sinh một bé nữa, Rồi, bé trai. như vậy các cháu có khỏe mạnh không? Dạ. Các cháu có khỏe mạnh, chăm ngoan không? Cháu khỏe mạnh lắm cô ơi. Thôi tốt rồi, Không cái đó là gì cái cả. mà con được hưởng ha, Vâng, được cái sự cứ khỏe mạnh sinh của cháu ha, và con cố gắng làm sao chăm sóc các cháu, rồi đó là cái tài sản lớn nhất của mình đó, đúng không? dạ. Thế bây giờ nãy con nói là quê con thì ở Hưng Yên, còn chồng con thì Hải Dương. Tìm hiểu 2 năm thì trước đó con có biết chồng con
tay rồi đánh bài nhậu nhẹt gì không? Trước đó có không? Không, trước con đó thì con đi làm suốt ngày, đi công tao làm với khu chế xuất đó cô. Dạ. Con tăng ca thì lâu lâu tuần gặp nhau một hai lần thì, cũng quen nhau cả 2 năm đó cô ạ. Dạ. Nhưng mà mình đâu có ở gần đâu, con không có ở gần nhưng con không biết được. Khi sức khỏe, đánh bài đi suốt đêm cô ạ. Dạ. Lúc cưới rồi mới biết là chồng đánh bài. Vâng, có nghĩa là lúc con cưới rồi con mới biết. Dạ. Như vậy là khi tìm hiểu 2 năm thì tụi con gặp nhau thì con biết gì về nhau để mà rồi quyết định kết hôn? Thì có nghĩa là cuộc sống gia đình bên họ hàng bên nhà nhà anh ấy, rồi cứ thấy ngày đó anh ấy cũng nuôi heo nhưng mà nuôi toàn bị chết không à cô ơi, lo bỏ bê bài bạc á, nhậu nhẹt chết không à. Vậy lúc đó là con biết rồi chứ đâu phải là con không biết. Trước cưới con không biết là anh như vậy mà. Ừ, thì sau con mới biết là bị thất thoát chết xong rồi còn nợ của em gái mấy chục triệu á cô. Thế là cưới rồi con mới biết những chuyện đó. Cưới rồi con mới biết là heo chết, chết nhiều, nuôi chết nhiều nhưng mà tức là mắm thất bại đúng không ạ? Thất bại nhiều thế xong lại còn vay. Khi lấy nhau xong con còn phải sợ mấy chục triệu cô. Dạ, tức là con vẫn lúc đó con đã lờ mờ thấy rằng cuộc hôn nhân này nó có cái gì không ổn. Con cũng lờ mờ rồi. Rồi bắt đầu từ đó là thấy ăn tục thì thẻ cô con quất suốt năm con. Dạ. Qua mỗi lần mà cứ gọi tên bố mẹ con ra chửi là con run hết người lên. Dạ. Không, con nghe chương trình con thấy cũng nhiều người bị như vậy đúng không ạ? Trời ơi, con đã vào con còn nghe cũng nhiều trường hợp còn bị đánh nhiều lắm, cũng đánh nhiều. Con nghĩ thôi mình cam chịu. Dạ. Cái từ mà con nói cam chịu khiến con có nghĩ là điều đó làm cho chồng con đánh con hơn. Thì đấy, con cũng nghĩ con bảo là tại sao mình đâu lúc này là mình không có làm được. Dạ. Mình làm biếng này, ăn toàn các hại gì mà toàn bị chửi tên. Dạ. Tên bố mẹ ta chửi. Dạ. Mà cô hỏi con là con có thấy cái giá trị của mình không? Khi mà con nghĩ là con không làm gì và con còn tốt nhất là con còn xây dựng gia đình và con chịu thương chịu khó con làm ăn, vậy con có thấy cái giá trị của mình không? Con cũng tự tin vì cái sức khỏe cho con cái sức khỏe con. Dạ. Con không ốm đau gì rồi con làm, con tính toán từ ngày đó về con tính toán là làm mới lên được cái cơ đồ cô là. Dạ. Từ ngày đó rồi chẳng hạn như là con đi làm công nhân thật, khi sau hôm ấy chồng con nghỉ thì là con cũng để ý là chích thuốc con gì là con tự chích được cô ạ. Dạ, tức là con tự là... chăm lo hết và cũng quan sát để mà làm được cái công việc cho nó tốt đúng không ạ? Dạ. Thế nhưng mà riêng đối với chồng con thì lo hết, sợ con. Dạ. Học đón con về con lo hết, quán xuyến gia đình vừa đảm đang vừa chăm sóc mọi thứ đúng không ạ? Dạ. Thế dạ. Mà con nghĩ không biết là ông trời ông bắt tội mình như vậy sao mà mình cứ bị. Dạ. Tức là cái lúc trước đây là con nghĩ ông trời bắt tội mình như vậy. Vâng. Dạ. Hiện nay thì bằng ấy năm trời, tức là con cưới từ 2007 tới giờ là 8 năm đúng không? Thì con có thấy chồng con có trách nhiệm với gia đình và cái ưu điểm của anh là cái gì? Ưu điểm của chồng con hả cô? Ừ. Cô hỏi chồng con có ưu điểm gì cô? Chồng con có cái ưu điểm gì? À nhà con hả? Chồng con thì có cái ưu điểm là thương con, rồi việc gì cũng làm, chịu khó. Thế nhưng mà cái đặc biệt là hay chửi. Ừ. Rồi hay gọi cho bố mẹ ra chửi. Dạ. Hay nói những lời thô tục các cô. Rồi nói thô tục và nói lúc tỉnh hay lúc say. Dạ. Nói lúc tỉnh hay lúc say. Dạ. Khi mà chồng con nói thô tục thì nói tỉnh hay nói say? Còn tỉnh cũng có, say cũng có, say là say thì không có say đâu cậu. Thì là cho cô hỏi thăm là cái người mà nói thô tục như vậy đó thì trong suốt 2 năm trời mình không thấy gì sao? Không, như này cô, chẳng hạn như này này, có khi là bà con ba gì mà không cưới không? Mà cô tưởng tượng như một mình con cỡ 200 con heo đi, mà con lại xưa một bé lớn thì con lo được. Đến khi thêm 2 bé nữa mà đi cô ạ, đi ăn tiệc á, từ 11 giờ mà đến sáng hôm sau mới về cô ạ, đánh bài lên tới sáng luôn. Xong coi con điện thì không mắc máy, sáng mai về thì cũng không biết là cái lỗi của mình mà lại còn chửi con cô ạ. Dạ. Không, ý cô muốn nói á, để vì thông qua câu chuyện của con, cô muốn các bạn gái khác á, khi mà tìm hiểu đó thì cần phải có một cái sự thận trọng hơn. 2 năm trời rồi mà cái chuyện mà nói năng thô tục với vợ đó ha, bắt đầu nói năng thô tục đó thì cả quá trình con quen biết con không biết gì hết đó. Ý cô muốn nói về điều đó là để trong cái quá trình mà tìm hiểu là mình phải biết được những cái điều này, bởi vì làm sao người ta giữ được thế nào ta cũng nói, mà đôi khi lúc đó mình lại tưởng là nó bình thường
chắc là không có gì. Không, thôi khi mà coi như thế đâu cô ạ. Thì chẳng hạn như thế này này, con tăng ca suốt thì cứ một tuần thì gặp nhau 2-3 buổi, nhưng mà có bao giờ thấy chửi đâu, không thấy hiền khô à. Đó, cho nên cô mới nói rằng là thông qua cái câu chuyện của con để cho mọi người thấy rằng là khi tìm hiểu thì ông bà mình nói là phải tìm hiểu cho nó rõ ràng nguồn cơn, chứ không phải tự nhiên mà người ta trở thành một người như vậy, đúng không ạ? Nếu như người đó ngày xưa mà chồng con không có một cái gì hết mà khi về ở với con mà lại biến, nghĩa là thay đổi biến dạng như vậy, thì mình lại phải hỏi lại là mình đã làm cái gì để cho người ta thay đổi như thế. Có hiểu ý cô nói không? Bộc lộ cái tính như vậy cô. Tức là cưới được bao lâu thì bộc lộ ra? 5-6 tháng thì con có bầu được 5 tháng đấy cô. Dạ. Nhưng mà trước đó thì không có thấy anh đâu cô ơi, bày bộc lộ cái hung bạo của anh ra không? Đang, nhưng mà cái năm 2011 ấy con bị đánh trận nó dữ lắm. Những trước là cứ đấm vào mặt con tí là bình thường, rồi con cũng cứ tự bảo vệ mình là lấy tay kia nhưng mà cũng không lại được. Năm 2011 đấy cô ạ. Tay đi đánh bài về xong từ hôm đó con đi tìm không được nha. Con kêu cũng không về, chỉ đánh đúng ở cái nhà bên đó cô. Con mới kêu dân sau ở dân phòng đó cô. Thì cô có nghe con nói hồi nãy đó, tức là có bị giam một đêm đúng không? Qua một đêm. Qua một đêm thôi. Rồi sau đó con về con định mua đơn ly hôn nhưng rồi con lại thôi, đúng không nào? Không, con mời dân phòng đến. Xong bắt đầu đến hôm sau là cái chuyện về đánh con. Đánh con còn chảy hết cả một cái chảo phun ra, chảy hết máu, năm đó con có bầu mới bé mới được 2 tháng mà. Thì bắt đầu khi đó xẻ đầu ra nha, con bị khâu 5-6 mũi của cô. Phải ra tận như là trạm y tế của ấp ấy cô. Con khâu vào mà lúc đó con hăng nha, con máu chảy ròng ròng mà con chạy xe máy con đi con khâu. Thế xong bắt bên hội phụ nữ họ mới đưa con sang bên ủy ban là bên bạo lực gia đình nhá. Họ bảo họ đã có luật mà. Thế sau đó là con thấy là từ năm 2011 tới giờ thì bây giờ con nói là có bớt cái bạo hành thể xác, nhưng về tinh thần thì vẫn chửi với thô tục, phải không ạ? Anh tinh thần toàn chửi con thôi cô ơi. Cho cô hỏi thăm là cái đời sống chăn gối của vợ chồng con thế nào? Ta chửi mà cô ạ. Cho cô hỏi thăm đời sống chăn gối của vợ chồng con như thế nào? Dạ. Đời sống chăn gối của vợ chồng con thế nào, có tốt không? Chẳng hạn như mỗi lần như vậy á thì có nghĩa là cô ăn... con không gần, con cũng không có gần, vì từ khi mà đẻ bé thứ hai cái là nhà con ngủ riêng, ngủ trên gác, cho nên là khi mỗi lời nói đã không được không được lòng nhau thì cái chuyện đó chắc chắn là nó cũng không phải là mặc đồng gì, mà khi nào có nhu cầu thì giải quyết, đúng không ạ? Không được hài hòa cô ạ. Như vậy là về cái chí hướng, cái phương pháp dạy con rồi những công việc trong gia đình có thống nhất với nhau được không? Vâng, con sắp xếp hết, con tự lo con cái, đi học, ăn uống, con vẫn làm bình thường nhưng mà con không. Cô đang hỏi con là có thống nhất được với chồng con hay không, hay là cứ tự mình một mình làm thôi? Chẳng hạn như thế này cô ạ, trong nhà, chẳng hạn như mà khi mà con heo to thì cân lên, hai nhà gọi thợ đến thì nhà con nó vẫn chẳng hạn nó vẫn sợ là nó vẫn phải tôn trọng con làm được, con nói được cô ạ. Là vẫn bất kỳ cái việc nhỏ vật lớn thì trừ khi những cái mâu thuẫn nó lớn thì có thời điểm cả 3 tháng không ăn chung cô ạ, là cái thời điểm cay cấn nhất là năm 2011 đến năm 2013 là cái thời điểm 2013-14 là cái đợt năm ngoái đấy. 2013 ấy, bằng thì là mất phải 2 tháng nữa nè. Con vẫn nấu cơm bình thường nhưng mà con không ăn chung cô ạ. Con ăn riêng. Vẫn nấu cơm cho chồng nhưng mà ăn riêng vẫn trong 3 tháng. Bình thường cho, không bao giờ một bữa nào hết, con vẫn nấu bình thường. Vẫn đi về cho uống nhưng mà con không ngồi ăn chung cô ạ. Không ăn được. Con lần cho cô hỏi thăm một chút ạ. Con cho cô hỏi thăm một chút. Tức là khi mà chồng con đánh con thì các cháu có chứng kiến không? Có, cháu nó biết là những bé, nhưng con bé con nó khôn lắm, nó cứ ơi bố cứ gọi tên bà ngoại cho chửi. Bé nó hỏi như vậy thì mình biết, người lớn con cũng không biết trả lời với bé như nào hết á. Tức là rõ ràng là cháu nó đã biết hỏi cái câu đó, tức là cháu biết, phải không ạ? Đó là vấn đề bạo hành tinh thần đúng không? Còn cái vấn đề bạo hành thể xác thì cháu nó có nhìn thấy là bố đánh mẹ không? Có, con bé lớn nhà con nó thấy hết mà. Nằm nó sợ lắm, nó không dám ngủ với bố đâu cô ạ. Bố của thế, cho con cô hỏi là con có nghĩ nó có ảnh hưởng gì tới tinh thần của cháu không?
Nhưng mà bị nó không ngoan lắm cô. Con thấy không, cô đang hỏi con, cô không hỏi cháu ngoan hay không ngoan, mà theo con nghĩ rằng là như vậy đó thì nó có ảnh hưởng tới tinh thần của các cháu không? Con nghĩ cũng nghĩ là nó sợ là sao mẹ nó ảnh hưởng đến tinh thần của nó, vì nhiều lúc lúc như vậy con cũng không dám gây đâu. Dạ. Chỉ chán thì thôi con. Nhưng mà rõ ràng ở đây đó là dù con có nhịn thì chồng con vẫn cứ tiếp tục chửi bới, và những điều đó thì các cháu đều nghe. Đó là ý thứ nhất ha, cô muốn nói với con như vậy. À, về cái việc mà tối thiểu trong một cái thành viên trong gia đình đó thì chồng con lúc nào bán heo bán gì thì có giúp đúng không ạ? Còn ngoài ra thì tất tần tật trong ngoài gì là con tự túc, con lo hết. Sau cái năm mà nhà con nó đánh con năm 2011 đấy, là thậm chí cô ấy, con nói nha, bán tiền vào heo hết, mà bán heo nó kêu người ta đến bé bán cân cầm tiền hết luôn. Dạ. Như vậy là trách nhiệm với gia đình có không? Không làm được cái gì cô ạ. Chắc bạn cô hỏi trách nhiệm gia đình như vậy có hay không? Dạ. Dạ. Trách nhiệm gia đình như vậy có thấy có không? Alo chị ơi, dạ xin lỗi Phương Huyền cắt ngang tí xíu, chị để ý chị nghe cô hỏi một chút chị ha, chị có nghe Phương Huyền nói không ạ? Dạ chị nghe không chị? Dạ chị nghe thấy. Dạ chị ơi chị để ý chị để ý chị nghe những câu hỏi của cô nha, chị để ý chị nghe câu hỏi của cô, tại vì nhiều khi cô hỏi nhưng mà Phương Huyền thấy là chị không nghe mà chị nói thì chị sẽ không có nghe được cái vấn đề cô đặt ra. Chị cố gắng chị nghe câu hỏi của cô để chị trả lời từng cái câu hỏi của cô thì mình sẽ gỡ được từ từ chị ha. Ha chị ha, chị nghe không ạ? Alo, chị vẫn giữ máy này. Dạ, chị có hiểu ý Phương Huyền nói gì nãy giờ không? Là chị tập trung một chút, chị để ý chị nghe xem là cô hỏi chị cái gì, cô trao đổi với chị như thế nào. Bởi vì là nhiều khi cô hỏi mà chị không nghe được, mà chị nói cái vấn đề của chị nhiều hơn, thì có khi là mình phải để ý cái câu hỏi của cô để mình gỡ từng phần một đó chị ha. Chị để ý một chút nha. Dạ. Để chị cố gắng chị nghe, nhưng nghe không được đó, em ơi. Dạ. Chị có thể chị di chuyển một chút, tại vì cái tín hiệu điện thoại ở cái khu vực đó nó không tốt. Điện thoại ra chỗ khác nha, em. Dạ đúng, chị đi một chút qua hay chỗ khác. Chỗ này nó không có sóng, chị nằm ở trong phòng. À rồi, chị ở trong phòng. Nhà. Đúng rồi, chị ở trong phòng, nhiều khi cái tín hiệu điện thoại nó không được tốt. Nó kêu quá rồi, dạ. Không được luôn. Dạ. Chị cố gắng một chút nha, chị cố gắng một chút, tại vì Phương Huyền thấy là cô nói nhưng mà chị lại nói nhiều hơn quá, thành ra là chị không nghe được cái câu chuyện cô muốn hỏi chị điều gì và cô đang gỡ điều gì cho chị ha. Dạ rồi. Chị nghe được rồi đấy em ơi. Dạ, con mời cô ạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn Phương Huyền. Dạ, con nghe được rõ rồi cô ơi. Rồi, bây giờ cô hỏi rằng là con nói rằng trong quá trình mình làm việc trong nhà đó thì con đảm đương tất cả mọi công việc, từ đưa đón con, chăm nuôi con cho tới học hành cho tới chăn nuôi. Nhưng hễ cứ mỗi lần mà bán được heo cuối xong thì chồng con lại lấy tiền chồng con mang đi tiêu xài riêng, đánh bạc đánh bạc. Cô nói, dạ cô nói đi ạ. Đó, thì như vậy đó, cô hỏi con là con có thấy cái trách nhiệm gia đình của chồng con không, có hay không? Không, cô nói là cái năm 2011 đấy là khi đánh con bẻ đầu ra đấy cô, xong là bán heo á, là đến khi những đồng tiền ấy lại đánh bài hết rồi. Mẹ chồng con á biết cũng nói vào thì tức em á nói nhiều lắm, thì từ năm khi bắt đầu lại muốn là hòa thuận đấy cô, con nghĩ thôi cứ cố gắng xem là nhà con nó có thay đổi thế nào. Vâng, thì thế thì bây giờ cô chỉ hỏi con cái câu là khi mà đem hết tiền, những cái đồng tiền chăn nuôi cực khổ lao động như vậy mà đi đánh bài hết á, thì cô hỏi con như vậy con có thấy chồng con có trách nhiệm với gia đình hay không, cô chỉ hỏi vậy thôi. Không, trách nhiệm thì cũng có trách nhiệm, cô ạ, vẫn làm. Có nghĩa nhà con nuôi không phải nuôi cắm thẳng cô ạ, nhà con phải đi lấy cơm công ty kéo về xong là rồi, nấu lên cho ăn. Tức là có tham gia vào trong quá trình đó. Có nghĩa là cũng nhà con nó, con chỉ có một cái điều là nó rất chịu khó, việc gì nhà con cũng làm cô ạ. Có nghĩa là việc gì cũng làm, chỉ có khi nào mà đánh bài ấy là về là gây thôi. Rồi, cô hiểu. Thế thì đánh bài trong nhà thế này, thì theo con đánh bài có thua không? Thì con đã nói là con không bao giờ con đợi đến đồng tiền đánh bài, con không biết gì hết á. Có nghĩa con mới nói với con rằng ở đây đó con phải hiểu rõ vấn đề thì con mới giải quyết được. Nhưng mà con không biết được là thua hay thắng thì con đâu có ngồi đấy đâu cô. Rồi, nhưng mà có đem tiền về nhà không? Không. Đó. Tiền thì bán thì có đúng không con? Tức là con có mang tiền đi, chồng con mang tiền có nghĩa đi là thì thua có. Thua nhiều hơn là và không có đem tiền về nhà, trong khi đó công sức của vợ chồng con cái đổ vào đấy.
Thì cái điều đầu tiên cô muốn hỏi là trách nhiệm gia đình có hay không, có công nhận rõ? Có trách nhiệm nhiều cô ạ. Và con cho đó là có trách nhiệm nhiều, nhưng mà trách nhiệm làm xong rồi có tiền thì lại mang đi nơi khác đánh bài. Thế thì con phải hỏi lại cái trách nhiệm này con hiểu có đúng hay không. Vấn đề đối với con cái thì cái sự ảnh hưởng về tâm lý cô nói rồi đó, là mình đánh con, đánh vợ như vậy rồi chửi bới, mà cháu nó chỉ có mới 7 tuổi thôi. Nó đã biết rằng tại sao bố chửi mắng ông bà ngoại, như vậy có nghĩa là cháu nó cũng đã hiểu rồi. Một đứa trẻ biết đặt ra câu hỏi đó có nghĩa là vấn đề đạo lý là không thể nêu gương cho cháu được rồi. Dạ. Đó là cái điều thứ hai mà cô muốn cho con nhận ra. Cái điều thứ ba là con nói là cái vấn đề quan hệ chăn gối đó thì nó không có được hài hòa như con nói đó. Không hài hòa. Rồi, thế thì vấn đề thứ tư là vợ chồng sống với nhau con có thấy con được quý trọng không? Con có thấy được yêu quý không? Con thì nhưng mà chồng con đánh đập con chảy máu đầu phải đi khâu đầu thì con có thấy con được yêu quý không? Không, con nhiều lúc con bị chà đạp nhiều lắm cô. Không được yêu quý đúng không ạ? Khoan nắng nhân cô hỏi con đã, không được yêu quý đúng chưa nào? Có được tôn trọng không? Theo con đó, con có được tôn trọng không? Không cô ơi, mỗi lần con xã con kinh lắm, con sợ. Không được tôn trọng ha, và sợ hãi đúng không ạ? Tại sao lại phải sợ hãi con? Thì nếu như mà mỗi lần nếu mà con tự đại thì kinh lắm. Đó là con không phải là con chấp nhận cuộc sống gia đình ở đây đó, thì mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh con ạ, người được cái này người mất cái kia đúng không? Nhưng ý cô muốn nói rằng là từ cái chấp nhận cái hoàn cảnh gia đình để mình điều chỉnh đó, giống như câu con hỏi là làm sao con được quan tâm đó, chồng con quan tâm, thì cô mới đang đi tìm cái nguyên nhân vì sao mà mình lại không được yêu thương. Thì cô thấy ở đây đó là cái quan trọng là cái việc mình chấp nhận, mình có cái sự lựa chọn của mình quyết định chứ không ai ép mình lấy cả. Và khi mình lấy rồi thì mình chấp nhận cái người đó làm bạn đời của mình, là người chồng của mình, thì nó có cả ưu điểm lẫn nhược điểm đúng không con? Cũng giống như mình vậy, mình cũng có ưu điểm có nhược điểm, nhưng chấp nhận khác với cam chịu, con hiểu cái này không? Dạ. Chấp nhận tức là chồng mình có cái xấu cái tốt, nhưng mà cam chịu thì nó lại khác. Khi mà mình cam chịu tức là mình bị chà đạp, mình vẫn thấy mình sống được, mình sợ hãi mình cũng vẫn cứ sống, tức là mình không được yêu quý thì mình vẫn cứ tiếp tục sống, mình cam chịu như vậy kể cả luật pháp đã can thiệp nhưng mình vẫn cứ cam chịu, thì rõ ràng con bảo làm sao mà chồng con thay đổi được, bởi vì chồng con thấy đương nhiên mình làm như vậy là có lý, cho nên chồng con chả cần gì phải thay đổi. Cho nên cái câu hỏi mà con bảo làm sao để cho chồng con quan tâm tới con đó, thì trước hết con phải thay đổi bản thân mình. Chồng con đồng ý không nào? Khi mà con thấy được giá trị bản thân mình, con thấy mình cần được yêu quý, cần được tôn trọng, và con làm lụng tử tế đàng hoàng, thì con cần có một cái sự gọi như là được tôn trọng. Mà con không được những cái này thì chắc chắn là chồng con sẽ lấn lướt tiếp. Cho nên không phải là chồng con thay đổi mà bản thân con phải thay đổi. Và nếu như con thay đổi rồi mà chồng con vẫn tiếp tục ngược đãi con, không quan tâm tới con, thì chuyện đó không ai có thể kéo dài được, chứ không phải con hiểu gì. Nhưng cô hỏi con điều này, trong gia đình có con nói nhiều không? Dạ. Trong gia đình đó, trong đời sống vợ chồng đó, con có nói nhiều không? Con nó bình thường, nhưng mà nhà con cũng ít nói, có nghĩa là ít khi nào mà nói chuyện với nhau lắm cô. Tức là vào nhau nói chuyện hay là với nhau, đúng không? Hay là bám nhau, hay là con nhau là bệnh thì con biết cái bệnh nào con tự chích rồi. Dạ, tức là có nghĩa là chồng... ít khi mà vợ chồng ít khi nói chuyện hay con có mỗi lần con nghĩ nói hay này. Tức là ít chia sẻ tình cảm với nhau, không có đúng không? Không, không có. Chỉ nói chuyện bán buôn thôi đúng không? Dạ. Rồi cái điểm tiếp theo nữa là khi mà con cảm giác là vợ chồng mà ít trò chuyện với nhau như vậy, thì con có thấy mình đôi lúc mình cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm mà mình cần được yêu thương không? Thì con cũng nghĩ như thế đó, mẹ vợ chồng phải chia sẻ những lúc có những cái việc gì, chẳng hạn như là phải chia sẻ nhau trong cuộc sống. Nhiều lúc con nghĩ con không có cái đó cô ơi. Tức là mình thiếu, mình không có cái chuyện này đúng không con? Cho nên bây giờ đó, cái mà con hỏi cô cái câu là con không được quan tâm đó, tức là khi mình không nói chuyện vậy thì con, bản thân con có làm gì để con cảm thấy là con có quan tâm với chồng mình không? Không, chẳng hạn như nhà con á như con ra Bắc á, những cái thuốc bổ con biết nhà con cũng làm tất cả, con phải đi tải cơm về nhà, lấy các cơm công ty về tải về nhà để cho heo ăn á. Con mua thuốc rồi mua thuốc bạch con vào cho để rượu uống, rồi
hàng ngày là mua đồ kia uống đồ con thạch sống thì biết sao bỏ rất mực nhiều lắm con. Vậy là con thì quan tâm tới chồng con nhưng ngược lại nói khác thôi, dạ. Là chồng con không quan tâm tới con đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ cho cô hỏi thăm con là nếu như mà con thấy cái khuyết điểm của mình đối với chồng là cái gì? Nếu mà con thấy sự thiếu sót thì con thấy con thiếu sót cái gì? Con không biết là con thiếu sót cái gì cô ơi. Dạ. Tức là con thì đã con thấy nghĩ là con cũng làm đảm nhận vậy. Việc con đúng không? Thì con làm việc con nói chỉ là chỉ khi lúc nào lên giường đi ngủ là từ 10 giờ hát lên, nhưng còn con không có thời gian nào mà được nghỉ ngơi hết cô ạ. Dạ. Thế con có chăm sóc bản thân con tí nào không? Thì con hiện tại con cũng nắm bệnh lắm cô ơi. Dạ. Con cô chỉ hỏi hoa, con là con không có giờ, có sống được nữa cô. Đúng không? Mình không có giờ để mà mình lo cho bản thân mình, rồi mình chăm sóc con cái, rồi tiền bạc nhà cửa, thậm chí chồng cũng không biết đưa tiền về hay không, mình cũng biết luôn, đúng không? Dạ. À, như vậy cho nên bây giờ cô mới nói với con rằng là cô tổng kết lại thôi, là trong quá trình cô trò chuyện với con thì cô thấy rằng chồng con, một là cái người thiếu trách nhiệm với gia đình, ha, con cái, dạ, quan hệ tình dục chân gối không hài hòa, bản thân con không được yêu quý, không được tôn trọng và luôn sống trong cái sợ hãi. Riêng đối với các cháu thì con thấy rằng nếu cứ tiếp tục như thế này đó mà chồng con không thay đổi thì chắc chắn là các cháu gái sau này nó sẽ không có cái hình mẫu để nó nghĩ tới một người đàn ông tốt đẹp. Mà con cháu cũng luôn sợ luôn vậy, sống trong sợ hãi và nó bất an thì sau này làm sao cháu nó dám nghĩ tới chuyện lập gia đình. Đúng không ạ? Nhỏ rồi cháu nó sẽ lớn chứ không phải nó cứ như bé mãi như thế này. Rồi vấn đề đạo lý hiếu thảo với ông bà tổ tiên thì làm sao có khi mà bố lại lôi tên ông bà ngoại ra để mà mắng chửi. Cho nên những cái điều này á, con đã có một cái sự được can thiệp và bảo vệ từ pháp luật rồi. Con đã từng mua đơn rồi, nhưng rồi con lại cam chịu và cuối cùng kết quả nó chỉ có từ như thế này hoặc nó xấu hơn, chứ nó không thể thay đổi. Và vì vậy cái điều mà con yêu cầu chồng con thay đổi thì khó, nhưng con có thể thay đổi để con sống được bình an và con có thể chăm sóc các con được. Thì đó là mấy cái mà con cần phải lưu ý. Còn bây giờ con nói là cứ nghĩ tới con thì bây giờ mình đẻ đứa thứ nhất mà đứa thứ hai cũng chẳng thay đổi gì, bây giờ cháu thứ ba mà cứ tiếp tục như thế này nữa thì con cái sống trong sợ hãi như vậy, rồi có những cái bất ổn về tâm lý như vậy, thì liệu sau này cái sự cam chịu của con á, cái hậu quả không phải là đời con mà đời các cháu, thì con sẽ có yên tâm để sống hay không? Thì đó là một loạt những vấn đề cô khơi gợi để con suy nghĩ, và con có được quyền để con gọi lại cho chương trình nữa nếu như con thấy rằng con đã tìm ra được đáp án, hoặc là nếu con vẫn chưa nhận ra được thì ta tiếp tục trò chuyện với nhau nữa. Vì hôm nay chương trình nó dành cho con nửa chương trình để cho con nói được hết tất cả, nhưng cô nói lại rằng cái chấp nhận để mình yêu thương nhau, mình chấp nhận cái cuộc sống hiện tại như con nói đó, mỗi người có một số một phận thì ta chấp nhận điều đó để người ta tận dụng, người ta xây đắp. Nhưng hôn nhân nó phải có hai người. Bây giờ con chấp nhận, con yêu thương, con xây dựng nhưng mà bên kia không có thiện chí thì cũng bằng con số không. Còn cái cam chịu để rồi mọi chuyện nó cứ diễn biến theo cái tình hình như hiện tại, thì con hãy trả lời cho cô biết rằng con cái con có được phát triển nhân cách nó có thể tốt đẹp hay không, bản thân con có được hạnh phúc hay không, hay lỡ ra có một cái chuyện gì đó, con cũng còn trẻ mà, nhiều khi gặp một cái người người ta thông cảm, người ta chia sẻ, người ta tâm lý, lúc đó lỡ con say nắng, con siêu lòng thì sao? Thì bao nhiêu cái tốt đẹp mình đang làm hiện nay thì coi như đổ sông đổ biển hết. Cho nên cô chỉ mong rằng cái việc mà cô khơi gợi để cho con suy nghĩ, bởi vì con nói là mấy năm nay rồi, từ 2011 con nhắc đi nhắc lại cái sự kiện xảy ra 2011 là con đã đau đáu về cái chuyện này, nhưng 4 năm nay con vẫn không có thoát ra được là tại sao, thì con phải suy nghĩ và con tự trả lời. Khi con trả lời được những vấn đề này thì lúc đó con sẽ gọi lại cho chương trình, ta tiếp tục trò chuyện với nhau, được không nào? Dạ. Con hiểu không nào? Mai ơi, con nói là con cũng nói chừng cái năm 2014 năm ngoái đó cô, con cũng đưa đơn ra tòa ở tỉnh Thuận An rồi cô ạ. Dạ. Nhưng mà đến khi thấy con đưa đơn ra tòa thì người làng con trong này cũng đông lắm, người làng về nhà chồng con ấy, còn thôi, con thì có một mình thôi con. Người này người kia nói nhiều á, con nghe nhé. Con đừng về lại thay đổi ai hết thì là thấy lại không chỉ bới nữa. Cô nhắc lại với con ha, con không nghe tác động bởi ai hết, bởi vì bản thân con bây giờ gần 40 tuổi rồi, con đủ cái khôn ngoan và đủ trưởng thành để biết mình phải làm gì.
Còn mọi người không ai sống thay cho mình hết, là một. Cái thứ hai nữa là rõ ràng con cũng thấy là chồng con khi mà con kiên quyết á, không cam chịu nữa đó, thì chồng con có thay đổi. Vậy con phải suy nghĩ cho kỹ là liệu con cần thay đổi hay là bắt chồng con thay đổi, thì cái này con phải suy nghĩ nha con ha. Rồi cô dừng ở đây và cô chào rằng là sau sau chương trình hôm nay thì con suy nghĩ về những điều cô gợi ý như vậy và con quyết định như thế nào thì con gọi lại cho chương trình ta trò chuyện tiếp được không? Bây giờ chương trình biết con rồi ha, chương trình biết con rồi sẽ dành cho con cái ưu tiên. Chào con. Dạ. Vâng, nãy thì Phương Huyền có nhắc chị là cố gắng nghe những gì mà cô hỏi, bởi vì đó mới chính là cái vấn đề, cái cách để mà cô mở ra cái câu chuyện, để mà từ đó mình mới dễ dàng giải quyết cái câu chuyện của mình hơn. Và chị thì cái cách của chị băn khoăn thì cũng thấy rằng là chị cũng nhiều cái điều nó hơi rối trong cái cuộc sống của mình. Tuy nhiên nếu được thì mình có thể nghe lại chương trình này, nghe lại thật kỹ những gì mà cô đã nói, để mà mình rút ra được cái vấn đề của mình và giải quyết cái vấn đề theo cái hướng mà cô đã mở ra. Còn nếu mà không thể giải quyết được và vẫn muốn liên lạc với chương trình thì cứ gọi lại cho trò chuyện đêm khuya. Vâng, bây giờ thì Phương Huyền sẽ kết nối cùng với thính giả tiếp theo ạ. Alo. 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 Dạ, alo. Chào anh ạ. Dạ. À. Dạ, mình đang gọi tới từ đâu anh ha? À, Đồng Nai. Dạ, anh nghe rõ không anh? Nghe rõ. Dạ, rồi, bây giờ thì Phương Huyền đang nghe câu chuyện của anh đây. Anh trong nhà gia đình là cái anh là có mẹ già. Dạ. Vợ, nhưng mà giữa cái mẹ già với là cái con dâu á. Dạ. Khịt mịt nhau. Dạ. Cái lúc nào cũng yên ổn tại vì sống á. Thì con dâu lo cho hết mẹ chồng, nhưng mẹ chồng lúc nào cũng khoe với con dâu. Yeah. Khinh vì con trai với con dâu, mà con trai lúc nào hơn con dâu vậy đó. Khinh vì khó trong nhà ra đồng trục trặc lúc nào hay khịt mịt lúc nào nghĩa nổn, lúc nào có chuyện trong nhà không à? À, có nghĩa là bà coi thường con dâu và nghĩ là anh thì hơn bà xã của anh nhiều đúng không? Đúng không? Dạ, dạ. Và đối với anh thì cái điều đó, cái cảm giác của anh như thế nào mỗi khi nghe như vậy ạ? Thì anh chẳng nhận lúc nào vậy, anh thì khác anh vợ anh thì sống lúc nào hết lòng hết mực vậy. Yeah. Trong gia đình, nhưng mà ngược lại mẹ thì lúc nào cũng khinh vì vậy. Ừ. Cái... Yeah. Bản thân anh thì anh thấy vợ anh rất là được đúng không? Đúng. Dạ. Yeah. Nhưng mà theo anh thì cái lý do vì sao mà bà lại như vậy ạ? Bà lại có thái độ như vậy với vợ của anh ạ? Bà theo cái ba quan niệm là sống xưa nay anh nấy. Dạ. Theo cái kiểu của người xưa. À đúng. Giờ về năm nay bà 80 mấy tuổi rồi, bà sống theo của người xưa. Dạ. Khó chịu, lúc nào khó chịu. Cậu nghe là ba nói cái câu này là cái con dâu mà tốt mày là cái con dâu mà đâu. Dạ. Là con đẻ đâu. Nhưng lúc nào khinh người về đó. Ừ. À, bản thân bà xã của anh thì như thế nào anh? À, có nghĩa là cái phản ứng của chị trong cái vấn đề này đấy ạ. Nhiều khi vợ anh nhiều khi tức quá nên quá nói bị một đối tiếng, nói tiền là lúc này tao cũng nói mi đợi ta là tao cũng nói mi ta lên làm gì đó. À dạ. À. Thế là kiểu gì thì bà cũng kiếm chuyện được đúng không anh? À đúng chính xác. Dạ dạ. Gia đình mình là quê ở ngoài miền Trung. Thì quê về Phương Huyền luôn nè. Dạ vậy hả anh? Dạ. Thì dạ. Em Quảng Trạch mà anh của Quảng Ninh mà. À, dạ. Anh nghe kỹ quá ha. Dạ. Vâng, như vậy là thật sự là rất là quý khi mà anh gọi tới chương trình, bởi vì là anh cũng cảm thấy khó xử nhiều đúng không ạ? Rất là khó xử trong cái trường hợp này. Mẹ thì cũng lớn rồi mà muốn để mà mẹ với vợ hòa thuận hơn. Và cái vấn đề thì lại nằm ở mẹ. À, bây giờ thì anh sẽ trực tiếp trò chuyện với cô Mai luôn anh ha. Dạ. Dạ, xin mời cô ạ. Cảm ơn cô Huyền. Dạ. Cô chào con. Alo. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cho cô biết để tôi xưng hô. Năm nay 50 tuổi. À vậy là chào em. Rồi. Em 50 tuổi, còn vợ em bao nhiêu? Dạ, vợ thua 46 tuổi. Dạ, vợ em 46 tuổi rồi. Cho cô hỏi thăm nhé. À, mẹ năm nay là hơn 80 thì mẹ là thọ bao nhiêu đây ạ? Chính xác là 80 tuổi ạ. Mà tôi mui á, 5 tuổi á, 80 mấy tuổi á? 80 mấy ạ? 85, 86 tuổi á. À, khoảng 86 tuổi, vâng. Dạ. Thế ông chắc mất lâu rồi ạ?
À, ông mất rồi hơn 2 năm. Dạ, ông mới mất 2 năm. Ông thọ bao nhiêu? Ông cũng hơn 3 tuổi, 2 tuổi à. Dạ, tức là ông cũng khoảng, nếu ông còn thọ thì bây giờ là khoảng 88, đúng không ạ? Dạ, rồi. Dạ. Thế thì bố mẹ của em được bao nhiêu người con? Và em là con thứ mấy? Dạ, nói nhưng là bố mẹ thì hai người lấy nhau được người con à, và bố đi lấy bà khác. Hai, như vậy là được con. Mấy người con ạ? À? Được mấy người con ạ? À? Dạ, dạ, được một rồi, ba được. Tức là có mình em thôi, có mình em dạ, thôi. Dạ. Rồi sau đó thì bố mẹ không ở với nhau nữa. Người nhau thì hai người mình dắt nhau vào trong này Đồng Nai làm ăn. Dạ, như vậy là bố em có vợ khác phải không ạ? Dạ. Và mẹ một mình nuôi em tới lớn. Dạ. Dạ, một mẹ một con ha. Thế dạ, từ khi mà lại bố em đi ở với người khác thì có liên hệ lạc gì với mẹ hoặc là có trách nhiệm gì với dạ, gia đình không? Dạ, thì nói chung hồi xưa thì cùng khoảng liên lạc nhau, hai bên lên đuôi kể lại nhau khoảng em lúc ở khoảng 14-15 tuổi à, đến sau nên mà gây không liên lạc nữa. Dạ. Rồi mỗi người mỗi đường, sống mỗi người đường, thì thời gian đến năm năm tầm 2 thì vào Đồng Nai. Đến dạ, năm 96 thì lúc đó thì có như ba thì không liên lạc, ba gặp ông liên lạc rồi, nhưng mà con thì qua con vẫn giữ rồi thì vẫn giữ tình về cha con à, nhờ, dạ, cha con ông nội về quê hương về thăm ông đó. Dạ vâng rồi à. À, cô sở dĩ cô hỏi điều đó để chút xíu nữa cô sẽ giải thích ha. À, hai vợ dạ, chồng con hiện nay đang làm cái gì ạ? Dạ, hơi trực lắm nhưng mà vợ chưa nghỉ cũng làm nữa, nhưng mà cháu là cái nghỉ hưu rồi. Dạ, em cũng nghỉ hưu rồi. Rồi, dạ, thế hai vợ chồng em lập gia đình được bao lâu ạ? Dạ, nói chung là chấp nổi vợ sao chấp nổi. Dạ, vợ, chứ trước đó vợ, thì đã từng có một người vợ rồi phải không ạ? Vợ mất à, vâng, với lại vợ. Vậy thì em vợ, có thể vui lòng cho tôi biết là em lập gia đình với người vợ thứ nhất á, là được bao lâu thì vợ em mất ạ? À, chưa được năm. Gần năm thì có cháu nào không ạ? Dạ, có một đứa cháu trai đó, giờ đang đi làm công nhân đó. Dạ, cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, sinh năm 92 à. 1992, rồi dạ. Thế bây giờ là cô chú lập lại vừa cưới cô vợ thứ hai này, cái người vợ hiện tại đó, thì cô ấy đi được mấy người con ạ? À? Và cưới dạ, được bao nhiêu năm ạ? À? Dạ, là hai người lấy nhau hơn 10 năm, được một người con. Dạ, thế thì được bao nhiêu năm rồi? Dạ, được con được hơn 9 tuổi à. Hơn 9 tuổi, như vậy là cô chú lập gia đình khoảng 10 năm, đúng không? Dạ, hơn 10 năm rồi, 9 tuổi đó, được 9 dạ, tuổi đó. Cháu trai hay cháu gái ạ? Dạ, cháu gái. Dạ, như vậy là có trai có gái rồi ha. Dạ, để dạ, cho cái cháu mà sinh 92 đó, 17 tuổi thì đã đi làm rồi phải không ạ? Dạ. À, 23 tuổi chứ, xin lỗi. 23 dạ, tuổi thì cháu tuổi làm và cháu đã có gia đình chưa? Dạ, chưa. Dạ, vâng. Cháu có ở chung với cô chú không? Dạ, đang ở chung gia đình mà. À, cô chú với cháu, các cháu có thuận thảo không? À, nói chung là vui và hạnh phúc lắm. Dạ vâng, rất là thuận thảo đúng không ạ? Dạ, mà dạ, chỉ có cái gút mắc ở đây đó là chú thấy rằng là mẹ chú có vẻ không hài lòng với con dâu. Dạ. Đúng. À, thì khi mà cô chú lấy nhau á thì có danh chính ngôn thuận không? Dạ, đăng ký kết hôn mà đầy đủ mà. Dạ, mẹ có đồng ý không? Mẹ thì đồng ý, nó đồng ý mình chịu mình lên nhà gái đó, nhà vợ. Dạ, chẳng may là cái việc mà mình coi như trắc trở trong hôn nhân, cho nên là chẳng may là cái người vợ đầu tiên bị mất đúng không ạ? Cô ấy dạ, mất vì cái gì hả em? Dạ, nằm ngủ luôn à. À thế ạ, ngủ rồi đi luôn á. Ồ, dạ, lúc đó sinh thằng cu được 1 tháng 5 ngày á, thì dạ, đến nằm ngủ và ngủ luôn, mà khi phát hiện ra thì mất rồi. Dạ vâng, tức là trời gọi đi một cách êm ả ha. Dạ, dạ. Mà không biết là bệnh gì hết á, lúc đó có dạ, biết là bệnh gì không? Chỉ biết đột tử thôi. Khả năng người ta nói khả năng là giống là máu sinh hầu á. Dạ vâng. Đó thì như vậy là chú cũng kéo dài một thời gian với lập gia đình lại đúng không? Dạ. Dạ. Rồi thì cái điều đầu tiên là tôi rất vui khi thấy cô chú này với lại cháu trai với cháu gái sống thuận thảo với nhau. Điều đó hiếm lắm dạ, đó. Tại vì dạ, không phải là gia đình nào cũng có thể được cái may mắn này. Vì mà gia đình chấp nối thì nhiều khi người ta hay có cái sự so bì thế này thế kia. Nhưng mà chú lại nói rằng là gia đình mình rất là hạnh phúc, thuận hòa. Thì tôi thấy rằng cái điều đó trước tiên là phải chúc mừng chú là một. Cái thứ hai là khẳng định cái điều là chú không có bênh vợ chú. Vì chú nói rằng vợ chú hết lòng
và vợ chú sống tốt, cho nên là cái gia đình nhỏ của mình nó mới được như vậy. Tuy nhiên dạ. á thì đối với mẹ chú hiện nay đó thì bà còn tỉnh táo không? Dạ ba thì cũng là cái cùng cái trưởng thôi, chứ còn đang trái lãng mắt hơi mơ. Tai hơi lãng, mắt hơi mơ. Mắt nghe lãng lãng tai rồi, mắt thì mờ rồi đúng không ạ? Bây giờ tuổi này cũng có thể mờ rồi chứ đừng nói tới mắt bà đúng không? Bây giờ là 86, 87 tuổi rồi cho nên là mắt mờ tai lãng, nhưng mà vẫn không có thiện cảm với con dâu. Thế thì theo em đấy, nghe, ngoài cái việc là con trai là con mình, con dâu là con người ta, không phải là con đẻ của mình, thì ngoài cái quan niệm như vậy thì vợ em đó là có cái gì sơ suất để mà mẹ em căn cứ vào đó để mà cứ khó chịu trách móc vợ em? Em có tìm ra mẹ là nói là cái nói là cái tao làm dâu ai làm dâu tao, là ba nói vậy. Tại vì nguyên nhân hồi xưa bà thì lấy ông là ông là vào công làm công nhân ở Quảng Bình, thì ông làm công nhân lên lấy bà lúc đó thì bà không về quê chồng mà bà ở trong này luôn. Nhưng từ khúc mắc bà nói là sao nên bà bất lý là tao làm dâu ai làm dâu tao, nói là bà nói là vậy đó. Tức ý là sao hả chú? Tức là ý là bà không làm dâu ai hết thì bà cũng không thích ai làm dâu bà. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Dạ. Em thấy cái này nó có bình thường không? Thì là theo mỗi người mỗi quan niệm khác nhau. Thực tế giờ con dâu trong nhà thì bây giờ vợ lúc nào thiệt ra hết lòng á, mà mẹ thì lúc nào cũng là khắc mắc là có như nhiều khi quay giờ cái trong nhà giờ mà cái bà thì hỏi mà cái vợ thì trả lời thì là tao hỏi mới trả lời. Yeah, còn nếu mà im lặng như khi mà không trả lời nữa anh ngâm như hiện á, ngâm miệng lại như hiện á, hỏi như vậy trả lời thì cũng không được, mà không trả lời cũng không được. Đúng không ạ? Như vậy đó thì chú thấy rằng là có những cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, mà hiện giờ đó thì có cái sự xung đột nào lớn không, có cái buổi nào lớn hơn không, hay là chỉ không chẳng qua như hơi tức quá vợ này, tức quá người qua một đôi, về một đôi tiếng như chẳng khít mấy gì lớn hết. Nhưng mà cái tấm lòng cái người chồng đó, người con trong gia đình thì chú không thoải mái đúng không? Hiện giờ thì chú nghỉ công nhân rồi thì chú làm gì để cho lo cho cái đời sống kinh tế gia đình? Đi làm công ty thêm này. Tức là chú vẫn đi làm, còn cô ấy thì nghỉ hẳn hay sao ạ? Cô ở nhà làm điều thì nồi trời cơm nhà cơm nước nè, vẫn chăm chút cho bà, rồi lo cho cháu lớn cũng đi làm công nhân, rồi lo cho cháu nhỏ. Bà nó lo ăn nó cũng như già cả thôi, nhiều khi đi lỡ vẫn cái gì tấp vấp ngã đâu biết đường nào gỡ đâu. Cho nên là cô ấy phải chăm sóc trong ngoài đúng không ạ? Bản thân chú bây giờ nếu như mà chú mong muốn thì chú muốn mong muốn điều gì trong gia đình chú? Giờ thì mong muốn là hòa thuận trong gia đình mẹ chồng, rồi về con dâu hòa thuận ổn thỏa. Tức là mong làm sao cho mẹ chồng với con dâu ổn thỏa ha. Bây giờ tôi hỏi ngược lại chút, trong quá khứ đó thì cái thời gian đó chú nói là mặc dù là bố có vợ khác, bỏ mẹ phải không ạ? Có vợ khác, nhưng mà chú cho tới giờ này chú vẫn giữ được cái mối liên hệ với cha con, với bên nội đúng không ạ? Còn đối với mẹ đó thì trong cái suốt cái thời gian mà khi bắt đầu lớn lên đó, mình nhận thức được đó, thì bà ở vậy đó là một điều cũng rất là hy sinh đúng không? Bà có lấy ai đâu? Không. Em có công nhận không? Đó là một cái điều đầu tiên mình thấy là bà ở vậy, ở vậy để nuôi một mình em thôi. Thì em có bao giờ em nghĩ rằng đây là một cái sự hy sinh của mẹ không? Thì đúng cả mẹ, tại vì mẹ nói là tao gạt thằng cha đó đồ một cái đi lấy vợ nên là ba gạt vậy á. Tức là kết luôn đàn ông và ở vậy luôn để nuôi con. Cái quan điểm của bà ghét đàn ông thông qua bố ba của em thì chuyện đó mình không bàn, nhưng mà ở vậy để nuôi con là một hy sinh, em có công nhận không? Đúng, tại vì đâu có dễ gì để mà ở vậy cho tới suốt đời ở thì nuôi một đứa con ta. Đúng không ạ? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, bà bị phản bội, bà có đau đớn không theo em? Thì nói chung khi mà mình hiểu được rồi đó thì mình có thấy mẹ mình đau đớn. Đau đớn thấy, đúng không ạ? Dạ. Và trong cái thời gian mà thơ ấu đó, em có bao giờ em bị mẹ giật ba đó, rồi cái là
là bà trút lên mình không? Có khi nào em bị vạ lây về chuyện đó không? Nhiều khi có, hồi trước á hai người biết ông có vợ rồi, nhưng mà hai người vẫn đang liên lạc với nhau. Thời gian sau này mới hết rồi, còn mười năm sau mới lúc nào mới hết. Cho hỏi thăm đấy, tôi đang hỏi thăm em là khi mà bà giận ông, bà hận ông về cái chuyện đó thì bà có khi nào trút lên em không? Dạ không. Tức là bà đối với em thì bà rất là tốt đúng không? Dạ. Thương yêu rồi lo lắng rồi không có la mắng gì hết đúng không? Vẫn có chứ, chuyện đó vẫn có, tại vì lúc đó la mắng nhỏ thì thân tai nhỏ như cái hoang gì đó, ba la mắng cái gần chuyện riêng tư nhiều khi không. Không, tức là la mắng là uốn nắn thì cái chuyện đó mình cũng la rầy con mình vậy. Nhưng ý là bà rất là cưng đúng không? Dạ. Tại vì trong đời có mình thôi, đâu có ai nữa đâu. Em thấy không? Dạ. Con duy nhất mà. Cho nên bà rất là cưng, rất là yêu. Và đó chính là cái mà mình phải hiểu cái tâm tư của bà. Sau này nó có những cái mà ta sắp sửa bàn tới đây nha. Thế thì bây giờ đó em thấy nè, một là sống bà không có hạnh phúc trong cái đời riêng, ở vậy một mình nuôi con, hy sinh ha, không lấy chồng khác. Rồi á, là cũng bao nhiêu yêu thương thì trút hết cho em rồi. Thế thì bây giờ khi mà em lập gia đình lần thứ nhất á, thì vợ em chẳng may qua đời. Rồi bây giờ đó thì em thấy cái khoảng cách của mẹ chồng với nàng dâu thì rất là xa. Mẹ thì 86 tuổi, trong khi con dâu mới 46 tuổi thôi. Em có thấy cái khoảng cách tuổi tác không? Rồi bản thân em thì lại may mắn có cái gia đình nhỏ đó. Trong cái gia đình lớn của mình thì cái gia đình nhỏ của mình rất là thuận hòa, rất là hạnh phúc. Đó. Thế thì hỏi thật em ha, hai vợ chồng em đó là yêu thương nhau, thuận hòa nhau thì mình cũng phải có biểu hiện đối với nhau chứ, có không? Dạ. Ví dụ hay nói chuyện với nhau nè, chứ chẳng làm gì hết, cứ rủ rỉ nói chuyện với nhau. Có mà vợ chồng với cả đó có chứ không khỏi được. Dạ, mình phải rủ rỉ nói chuyện. Trong khi đó thì bà thấy làm sao? Bà chẳng có ai nói chuyện với bà hết. Ha, nhiều khi mình cũng sơ ý nữa trong nhà mà. Đôi lúc chuyện này chuyện kia, rồi mình xem lại coi các con của mình á, là cháu lớn nó có quấn quýt bà không, rồi cháu gái nó hay nói chuyện với bà nội không, có không? Nhiều khi ba lặng như khi nói nghe ba đó, nhiều tiếng quá, tiếng quá khó chịu, khó chịu trẻ con nó khó chịu đúng không? Con trai thì tới tuổi này là nó hướng ngoại, mà con gái á, thì nó còn, cháu lại còn quá bé để nói với bà nó một câu hai câu bà không nói được thì lại chán. Thế bây giờ trong nhà mình có 5 thành viên trong đại gia đình, thì trong gia đình nhỏ chiếm hết 4 thành viên, mà 4 thành viên này cứ ríu ra ríu rít với nhau, cứ mọi cái rất là ổn thỏa, rất là hạnh phúc, rất là nồng ấm. Trong khi đó bà đó thì nói không nghe, rồi con trai đó, cháu trai 23 tuổi giờ nó đâu có đi theo bà lẽo đẽo được, rồi cuối cùng là bà không nói chuyện được với ai. Vậy giờ cô hỏi thiệt, tôi hỏi thiệt em đó, là em có hay nói chuyện với mẹ không? Cũng hay nói, khi nói nhiều khi nói nhỏ không nghe, nói to này nạt bà đó. Đó thì nói chung là bây giờ nếu như sau này chúng ta già, chúng ta cũng như bà, thì chúng ta có suy nghĩ giống bà không? Chắc chắn là giống rồi. À, cho nên á, là cái chuyện thứ nhất mà khó chịu với con dâu không phải vì con dâu mình nó xấu, mà vì thứ nhất là hình như là không có ai để ý tới mình hết. Con trai nói chuyện với mình thì cũng phải nói thật là to, nói to bà tưởng mình quát bà, nói nhỏ bà không nghe, nói to bà tưởng mình quát. Thấy không ạ? Thế rồi đó, bây giờ là cháu trai thì nó con trai nó phải đi có bạn, có bè nó đi chơi, cháu gái nhỏ đó, út á, thì nói chuyện á thì lại không nghe. Thế nó chán, nó nói bà không nghe, không có gì. Nó nói, cháu nói điều này, bà nói điều kia, chán, không nói chuyện. Còn con dâu á, thì bản thân không phải là cô ấy làm cái gì cô bị ghét, mà người mẹ ở vậy nuôi con, bây giờ thấy con tíu tít, mừng cũng có, nhưng mà trong lòng cũng buồn chứ, cảm thấy mình mất cái gì đó, mất hết cả đời mình trước ở vậy nuôi con thôi, nhưng mà bây giờ nó có con có cái này kia rồi, tuổi. Và khi tuổi rồi thì tự nhiên cái cường độ khắt khe đó, cái nghiêm khắc á, nó tăng lên chứ không phải nó giảm xuống hết á. Cho nên vợ em á, nói thì bà nói là trả treo, mà không nói á thì nói là nó khinh mình, nó không nói, đúng không ạ? Thế thì đằng nào bà cũng không hài lòng. Nhưng cái không hài lòng của bà, khi mình hiểu nguyên nhân rồi đó, thì mình sẽ thông cảm và mình chấp nhận, bởi vì đấy là mẹ mình. Thứ hai, gần đất xa trời, mẹ bây giờ như là một cái gì đó rất là quý, vì nay còn thì còn càm ràm, ba con khỏe ba cam ram con mừng, vài bữa nữa mất rồi, lúc đó mình có muốn bà càm ràm mình cũng đâu còn nữa đâu mà nghe, đúng không ạ?
Cho nên bây giờ đó, em tôi nói thật là em rất yêu quý vợ và cũng yêu quý mẹ, cho nên em mới hỏi chương trình, đúng không? Dạ. Nghe, và em mong muốn làm sao để mẹ chồng với nàng dâu không xung đột nữa. Thì trước em, trước hết em phải thay đổi. Thay đổi là thay đổi cách nhìn, cách nghĩ. Hôm nay tôi phân tích như vậy em thấy là hiểu vì sao mà mẹ khắt khe không? Và tại hiểu vì sao mà luôn luôn đó, con trai hơn con dâu, con dâu không? Tại vì con đẻ, mình đẻ ra lúc nào hơn hả? Dạ, con đẻ ra. Rồi là một cái thứ hai nữa là thay vì người ta quan niệm là phải làm dâu thì bà trước giờ bà không làm dâu, cho nên bà cũng chả thích ai làm dâu mình, có nghĩa là bà muốn độc chiếm em thôi. Dạ. Nhưng mà thật rồi đằng nào em cũng phải lập gia đình chứ, làm sao sống mãi với mẹ, đúng không ạ? Nhưng mà vì bà từ xưa đến giờ, bà cuộc đời của bà bao nhiêu năm, từ khi em hiện diện ra đời 50 năm nay thì bà gắn với em, đúng không? Đó. Và từ đó gia đình nhỏ của mình thì lại rất là ấm áp, rất là chan hòa, trong khi đó mẹ thì lại cứ lủi thủi một mình như thế. Thì dù muốn dù không á, thì cái chuyện bà cũng mừng là con cái như vậy, nhưng mà rõ ràng cái sự gọi là không hài lòng, cái sự mà cảm thấy mất mát á, thế con mình nó quấn quýt với vợ với con nó thì nó tủi thân. Tủi thân rồi sao bà lại cảm thấy bà bị đau lòng với cái chuyện tình cảm giữa bố em với lại bà là không tốt, đúng không ạ? Đó. Cho nên bao nhiêu cái gọi là cái giằng xé, cái gọi là cái khó khăn, cái gọi là cái phải chịu đựng của bà đó, dồn nén đó, thì bây giờ có khi con dâu là phải gánh. Em hiểu không nào? Và vì vậy cho nên trước hết em phải hiểu vợ em đã. Cái câu mà em nói là vợ em hết lòng nhưng mà vẫn không vừa lòng, không phải vợ em xấu mà cũng chẳng vợ, cũng chẳng phải là mẹ em tệ. Mà tôi phân tích như vậy để em hiểu được mỗi người có cái khổ của mình. Nhưng em là sứ giả của gia đình thì em phải gần mẹ hơn, rồi nói với các cháu đó, cháu trai cũng vậy, cháu gái cũng vậy, phải quấn quýt với bà nhiều hơn. Còn đối với vợ em á, thì hãy làm tất cả những gì có thể làm. Và thà là bà không hài lòng, bà càm ràm như vậy, nhưng bây giờ bà ngồi và im lặng, bà nằm một chỗ thì mình lo hơn. Nên là nói với vợ như vậy. Và khi em cảm thông, em yêu quý vợ thì vợ em sẽ không có... Tôi nghĩ rằng cho tới giờ này vợ em vẫn chung sống với em một cách hạnh phúc. Có nghĩa là vợ em không phải là người không chấp nhận được. Chỉ có em là coi bộ cái khả năng chịu đựng hơi kém hơn vợ em, đúng không? Tại vì giữa hai bên mà khó chịu, đúng không? Nhưng mà vợ em không chấp nhận được thì tại sao không chấp nhận được? Nhiều khi nấu ở nhà, vợ nấu ăn nấu lên mẹ chê là mặn, chê mặn, mà con trai thì mẹ là ngon hết. Thế thì bây giờ đó, có khi đó là em bưng cái bát canh, bát rau gì lên nói là hôm nay con nấu đó, đúng không? Cái bà ăn ngon vài lần, ăn ngon mãi mãi nữa bà chứ nhiều không, lần đặc, thì... đặc điểm là cái canh là cái mình mình được thôi, giờ rau không ăn. Dạ vâng, là bây giờ lớn tuổi cả, rồi. Thậm chí bây giờ cả không ăn cả nữa. Rồi, bây giờ... Thịt heo kho không ăn luôn. Sắp tới là bà sẽ chẳng ăn gì nữa, đúng không ạ? Cho nên mình nhìn thấy điều đó để hãy thương và hãy nấm níu cái tình cảm khi còn. Chứ đến khi mất rồi có muốn cũng chẳng được nữa đâu. Cho nên em đó, vấn đề đây là vấn đề tư vấn cho em chứ không phải cho mẹ và cho con dâu. Vì vợ em cho tới bây giờ cô vẫn chấp nhận và cô vẫn sống vui vẻ, có nghĩa là cô hiểu. Và đôi khi hơi tủi tí vì mẹ mắng dữ quá, nhưng mà rõ ràng là làm dâu bằng ấy năm. Và chính bản thân em là em không có, nghĩa là em cái chịu đựng của em nó khó hơn là vợ em. Cho nên khi em hiểu được những điều tôi phân tích thì tôi chỉ mong em một điều thế này: em hãy là cái sứ giả cho vợ em, cho bà. Và thậm chí rằng cái hôm đó vợ nấu nhưng mình cứ nói là mình nấu để cho bà ăn cho ngon, thế thì vừa đẹp lòng bà mà vừa đẹp lòng vợ, chả sao cả, mà mình cũng thấy đâu có sao đâu, miễn là bà ăn được. Bây giờ hiện nay là bà không có còn ăn được nhiều rồi. Nhiều khi đi làm khỏi vợ nhà nấu cơm lên đó là cái không kêu, là cái để vậy mà kêu là cái xúc lên, nhiều khi là không chịu, mà cái không chịu ăn đâu, mà từ đi xúc mới đi xúc là ăn ngon. Rồi xúc là giờ rồi. Vậy bây giờ hỏi em nè, em có biết người ta nói tuổi già thì trái tính không? Bây giờ mình nhìn này, nhìn mẹ để mai mốt lỡ mình trái tính mình bớt một chút ha. Đúng không em? Thò đến chừng nào mình ha. Dạ, thế thì bây giờ thế này ha, thôi cứ cầu phúc cho bà, cứ sống lâu với con cái. Chương trình hôm nay đó, tôi muốn là em nên cả nhà đó, vợ em này, các cháu này nghe lại giống như một cái lời thăm hỏi của tôi gửi đến gia đình. Và cũng cầu chúc cô chú luôn luôn được hạnh phúc như vậy. Trong gia đình không có gì lớn đâu, mà cái này là làm cho chú thôi. Vậy nếu mà chú hiểu được những điều đó, hiểu được cái tâm trạng của mẹ, hiểu được tâm lý của mẹ, hiểu được tâm lý của vợ, thì chính chú là người điều tiết lại cái bầu không khí trong gia đình.
Và tôi xin nói lại, ngày nay bà chỉ còn có tí nước thôi, không thịt, không cá, không gì hết, thì cô chú tính xem coi là cái phúc mình được ở gần bà, được ở gần mẹ được bao lâu nữa. Thì mình nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy là mọi sự nó đến với mình rất nhẹ nhàng. Tôi chỉ sợ đến một lúc nào đó bà trăm tuổi rồi, chú lại gọi đến chương trình, chú bảo bây giờ muốn mẹ càm ràm như vậy mà cũng không được nữa. Hai chú ha. Thế thì vài điều tôi gợi ý như vậy, và tôi đề nghị với chú là chú nên lên website để nghe lại chương trình này cùng với vợ với các cháu, để coi như một lời là tôi thăm hỏi gia đình, nhưng đồng thời cũng mong rằng là cái sự đồng cảm và chia sẻ với vợ chú ha, với các cháu, được không? Còn chú thì là chú hiểu rồi ha. Xin cảm ơn bác và xin nhận anh chương trình. Dạ, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và rõ ràng là khi mà cô chia sẻ cùng với vị thính giả này thì hẳn nhiều người nghe chương trình đêm nay cũng phần nào thông cảm được câu chuyện của một gia đình mà cái cảm giác của mẹ anh ở cái tuổi 80 mấy tuổi rồi. Phải nói là mình cũng rất, gia đình mình cũng rất là may mắn khi mà người ta gọi là gì, là có phước khi mà bà đã sống được tới cái tuổi đó cùng với con cháu. Tuy nhiên có một vài vấn đề mà trong gia đình, với anh là một cái người trụ cột trong nhà, một người con và cũng là một người chồng, một người cha, thì có những cái vấn đề mình khó có thể nào mà mình giải quyết nó làm thế nào để nó thỏa đáng trong cái trường hợp này. Thực ra thì bà ở cái tuổi đó đôi khi lại cần cái sự quan tâm nhiều hơn một chút, bởi vì chính bà hiểu rõ hơn về bản thân mình. Và người già, người ta nói vậy đó, người già thì cái cảm giác rất là sợ rơi vào cái cảm giác cô đơn, bởi vì cứ sợ mình lẻ loi. Có thể trước đây thì không như vậy, nhưng mà bây giờ càng già thì cái cảm giác đó nó lại càng tồn tại nhiều, nên là làm cho bà cảm thấy bà bị, đôi khi thấy như mình bị bỏ rơi vậy. Nên có thể cái cách mà nói chuyện cũng là một cái cách gây chú ý, mình cũng khó mà hiểu hết được. Nhưng mà thôi thì như chia sẻ của cô, chịu khó chiều bà một thời gian, và cả gia đình mình nữa, cả vợ của anh rồi con cháu nữa, quan tâm tới bà hơn theo cái cách nào đó để cho bà cảm thấy mình được quan tâm, được an ủi, thì chắc là bà sẽ đỡ hơn. Vâng, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya ngày hôm nay cũng đã không còn nữa rồi. Phương Huyền rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ đến 23 giờ tối thứ 6 của tuần sau. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.